Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay xin giới thiệu với quý vị và các bạn mấy cái dòng vang ở bên mình. Trên cùng này đấy là con vang PSX8. Đấy, các bác nhìn rõ không? Đấy. Nói về cái dòng vang đầu X này thì nó rất là hay, nó nổi tiếng ở trên thị trường rồi. Bác nào mà có nhu cầu ấy thì cứ alo trực tiếp với em. Với con này thì nó là chạy hai nguồn, một nguồn biến áp xuyến và một nguồn biến áp vuông bình thường. Cái dòng này thì trên thị trường nó rất là nhiều những cái hàng fake, hàng nhái các bác nhé. Các bác lưu ý là những cái đặc điểm mà em nêu sau đây là nó phân biệt những cái hàng nó chất lượng tốt. Đây, con dưới này là con vang X5 này. Đây là dòng X5 bãi nhá. Đây con X8 là con X8 mới này. Đây. Đây hàng mới. Con hàng mới X8 thì bên em bảo hành 12 tháng các bác nhé. Đây là hàng bãi bên em thì về vang số thì được bảo hành 3 tháng các bác nhé. 3 tháng đổi mới. Con X8 này thì được nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc đây. Các bác có thể nhìn thấy đây. Với cái dòng mic thì nó đầy đủ hết các cổng và nó có dòng X8 mà nó ra đầy đủ là 7 đường ra tất cả gồm đó, là có đường M, MR, ML, Center, Sub, Sub rao trái, Sub rao phải và cả đường jack out nữa. Đúng 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7, 7 đường tất cả. Có 2 đường in vào, đây là đường RS232 để cắm, để cài phần mềm cho nó. Hàng bên em thì bán ra thì được cài sẵn 3 chế độ vang khác nhau các bác nhé. Đấy, nếu mà bác nào mà không muốn chỉnh chọt các thứ thì em cài sẵn về, chỉ chỉnh sẵn thôi. Cái chế độ mà em cài nữa là cái chế độ chung các bác nhé. Nếu mà về mà thử vào lo hay là thử vào đẩy nhà các bác, nếu mà bác trương thì có thể chỉnh lại thoải mái. Tại vì cái dòng này thì nó phụ thuộc vào rất nhiều vào cái chất của loa với chất của đẩy nữa. Nên là các bác về muốn cài thì cài, thì cái dòng này nó rất nhiều video clip hướng dẫn sử dụng cài tay cũng như cài bằng phần mềm nhé. Đấy, dòng X này. Đây là con X8. Đấy, con X8 này thì giá của nó là bảo 3,8 triệu bảo hành 12 tháng nhé các bác nhé. Đây là con PSX8 này các bạn. Giá ở trên thị trường của nó là đang bán là 4 triệu rưỡi các bạn. Giá của bên em thì có 3 triệu 8 thôi nhé. Bác nào có nhu cầu thì cứ alo em. Về vang số thì bên em ship hàng toàn quốc các bạn nhé. Chi tiết như thế nào các bác liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 0946 586632. Đấy, về phần con X8, chất lượng linh kiện thì các bác không phải nghĩ, các bác nhìn những cái tụ tụ xịn này. Về dòng X thì nó chạy một cái con IC. Đây cho các bác xem này. Đây là con chip chip xử lý của nó này, chip analog device. Mã hiệu là 21375 các bác nhé. Đấy là hàng xịn, nó là chạy con đấy. Tùy theo cái đời X3, X5 hay là X6, X8 thì nó sẽ chạy, nó có cái đuôi đời khác nhau như là 1560. Đấy, đời khác nhau thì khác nhau. Còn đây là cái dòng X5 hàng bãi này các bác này. Đây là cái dòng hàng bãi xịn đấy các bác nhé. Cái mã hiệu hay là cái tên của nó thì bác không cần quan tâm đến cái tên, nhưng mà nhìn cái mạch của nó là mình biết được nó. Con này có mã hiệu nó là DM980 của công ty RNG này. Đấy. Cách chỉnh, cách gọi các thứ thì nó tương tự nhau hết rồi. Đấy. Phân biệt giữa X3 và X5 thì nó sẽ có như thế này.
nếu là con X5 ấy, hàng xịn ấy, thì nó sẽ có đủ full. Đây là 7 cổng ra tất cả đây. Đấy. Đấy, có nhìn thấy cái chất linh kiện của nó hoàn toàn khác luôn với cái hàng đấy. Hàng tương tự X6. Đây các bác nhìn này. Hai con X, một con X5, một con X8 này. Đấy, nó giống gần như nhau luôn, nó chỉ khác nhau cái đời chip thôi. Con X8 mà nó chạy cái đời chip cao hơn. Đấy, chip thì như nhau cùng hãng hết là nó chạy đít chip và đời cao hơn thôi. Đây là con X6 này. Đây, đây là con X6 này. Con X6 này thì được nâng cấp từ cái đời của con X5 lên. Thì nó sẽ có mấy cái đèn led là nó làm mấy cái đèn led nháy ở đây. Đấy, khi mà có nhạc vào hay là cái tín hiệu vào nó sẽ nháy ở đây. Đấy, bác nào thích disco hay cái gì đấy màu sắc thì lấy chơi con này được. Cái dòng X6 thì bên em này bảo hành 1 năm thôi nhé. Nếu mà dòng bãi thì bọn em bảo hành 3 tháng thôi. Bác nào muốn bảo hành thêm cái gì đấy thì liên hệ trực tiếp với em. Đây. Nếu hôm nào rỗi thì em sẽ làm một clip để test cho bác vài tiếng là những con này. Đây. Nói về giá của những con này thì nếu mà dòng X5 hàng bãi thì bên em đang bán cái dòng này đấy là giá là hai triệu rưỡi các bác nhé, tùy hình thức, có nghĩa là thấp nhất là 2,5 triệu các bạn, còn về còn hình thức các thứ nữa thì nó liên quan đến 100,000-200,000 các thứ thì đấy là các bác thông cảm nhé, vì hàng bãi nó còn tùy thuộc vào hình thức nữa các bạn. Đây. Bảo hành 3 tháng giá từ 2,5 triệu nhé. Còn đây con X6 này. X6 này là con mới này. Giá của con này là 3,5 triệu các bác nhé. Đây, bảo hành 1 năm. Đấy, và còn rất nhiều những cái dòng vang rẻ khác như dòng vang dành riêng cho âm ly, những cái dòng vang số, vang cơ, vang số cơ lai số. Giá của nó tầm 1,5 triệu đến khoảng 2,1 triệu, 2,3 triệu. Đó là tùy tầm của các bác thôi. Có rất nhiều loại các bác xanh em xem, có rất nhiều bạn chọn những con vang phù hợp với lại gia đình của mình. Mọi chi tiết thì các bác liên hệ đến số điện thoại của em là 0934573743. Hoặc số Vina là 0946586632. Rồi, xin chào các bác.